Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review sữa Enfamama A vị Vanilla 400g 2 flex giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Với hệ dưỡng chất thiết yếu, sữa bầu Enfamama A giúp mang đến một thai kỳ khỏe mạnh cho cả mẹ và bé. Ngoài ra, sản phẩm còn sở hữu hương sô-cô-la thơm ngon, cho mẹ dùng ngon miệng hơn, đặc điểm nổi bật. Sữa bầu Enfamama A mới với hệ dưỡng chất 360 độ Brain Plus là sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao được đặc chế cho mẹ mang thai và cho con bú hệ dưỡng chất có trong sữa bầu Enfamama A là sự kết hợp đặc biệt các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển toàn diện và giúp đạt nhu cầu dinh dưỡng gia tăng trong suốt giai đoạn mang thai và cho con bú. Cam kết sản phẩm sữa bột Enfa chính hãng, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm.